Phát biểu với BBC ngày 16 tháng 2, ông Zelensky, Tổng thống Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã được tiến hành theo nhiều hướng. Tổng thống Ukraine cho hay, các lực lượng của Ukraine sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow cho đến khi có thể phát động cuộc phản công. Ông cũng thúc giục các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine muốn đảm bảo an ninh và bất cứ sự thỏa hiệp nào về lãnh thổ sẽ làm suy yếu đất nước. Ông khẳng định Kiev sẽ không bao giờ thực hiện bất cứ thỏa thuận nào với Tổng thống Nga Putin vì không có niềm tin. Bình luận của Tổng thống Zelensky đưa ra khi các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Nga đã điều số lượng lớn binh sĩ bổ sung cho khu vực chiến sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 16 tháng 2 cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường hỏa lực pháo binh ở khu vực Bakhmut, thành phố trọng điểm của khu vực Donetsk, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây. Ông Zelensky đã nhiều lần khẳng định quân đội Ukraine sẽ không đầu hàng tại Bakhmut và sẽ tiếp tục chiến đấu khi còn có thể. Trong khi đó, thì các quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo cơ hội Ukraine giành được lãnh thổ Nga trước khi viện trợ quân sự của phương Tây cạn kiệt đang thu hẹp dần. Moscow cũng nhấn mạnh, cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev về cơ bản là cuộc chiến chống lại Nga của phương Tây. Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây cố tình cản trở các cuộc đàm phán hòa bình trong những tuần đầu của cuộc xung đột.